Ôi, xin kính chào tất cả anh em đã đến với shop Phụ Tùng Trần Đạt nha anh em. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu anh em một cái sản phẩm mà để giải đáp cái thắc mắc của anh em là xe anh em, thứ nhất là bình rất là nhanh hết đây nha, thứ hai là cảm giác là bình nó không có sạc được đấy, sạc yếu, chạy thì một tí thì nó lại sạc nhưng mà một hồi thì nó hết. Thì giải đáp cái câu hỏi của anh em á, thì mình có những cái câu trả lời như sau. Thứ nhất là anh em khi mà chúng ta hỏi là anh ơi, cái xe của em thì cảm giác là bình rất là yếu, mặc dù mới thay bình xong nhưng mà chạy một thời gian là nó hết bình. Thì giải đáp cho anh em là đó là nó do có thể hai cái lỗi gây ra. Thứ nhất là dây điện của anh em nó đã hư rồi, nó không có khả năng dẫn điện cho đến cái cục sạc này để mà sạc lại cho anh em ha. Đó, không để sạc lại cho anh em, trả lại cho bình. Còn thứ hai là cái cục sạc của chúng ta nó hư. Đó thì là cả hai yếu tố đều liên quan đến cục sạc nha anh em. Bởi vậy là cục sạc cho máy rất là quan trọng. Và cái câu hỏi thứ hai là anh ơi, cái xe của em thì chạy một tí ấy, thì nó có bình, nó có đề. Nhưng mà tắt máy tầm một ngày là hôm sau là nó lại không có bình nữa, không đề được. Đấy thì câu trả lời của mình là cái bình của anh em nó đã hư rồi ha. Đó, hai cái yếu tố liên quan đến cái câu hỏi của anh em đó đều là liên quan đến cái sạc này thôi. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu anh em một cái sạc của Way 110 Thái nha anh em. Đó, của Thái. Thì anh em có thể chúng ta gắn cho rim Way đều được nha. Đó, thì cái sạc của Way 110 Thái này á, thì nó có cái độ mặn, cái độ sạc rất là mặn nha anh em, so với những cái sạc như là của Way Alpha hay là của Superim nha. Nó sạc rất là mặn tại vì nó của Thái đó anh em. Đó, thì cái dấu hiệu nhận biết nó là nó có sẽ có một cái ở trên, nó sẽ có cái dòng chữ T. T là cái đời, thì T càng lớn là đời, nó là càng đời đầu nha anh em. Đó, giống như IC mà T9.9, hôm bữa mình có đăng một cục á, thì cái đó là đời đầu, gần như là đời đầu tiên luôn. Thì cái độ mặn của nó sẽ càng mặn hơn, như là độ bền. Thì về sau thì nó sẽ chất lượng nó sẽ giảm hơn một tí nhưng mà vẫn ok nha anh em. Đó, thì ở đầu nó đầu ở trên, hàng trên là sẽ có cái dòng chữ T, và ở dưới là sẽ có một cái logo, và kế bên là chữ SH và kèm theo một dòng mã nha anh em. Đó là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được cái cục sạc của Way 110 Thái. Thì cục sạc này á, nó so với lại cục sạc của Superim hay là Way Alpha thì nó mạnh hơn rất là nhiều nha anh em. Nó cho cái độ sạc rất là tốt, cái độ dẫn điện ngược về rất là tốt luôn, nạp rất là tốt. Đó, thì một cục sạc nó đơn giản nó như vậy thôi. Và sạc thì nó sẽ có đấy như vậy. Và giắc ở dưới đây cũng bốn giắc như bình thường thôi anh em ha. Đó, thì đợt trước mình có giới thiệu với anh em về cái cục sạc này một lần rồi, thì cũng được rất là nhiều anh em ủng hộ. Đó, thì đây là bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cho anh em ha. Thì cái cục sạc này á, so với lại cục sạc lô ấy, thì nó khác nhau nhiều lắm. Cục sạc lô đây mình đang để trước ra cho anh em này. Đó, và cục sạc zin này, anh em thấy nó khác nhau nhiều không? Đó, cục sạc lô là nhìn nó gớm lắm anh em, nó cũng đẹp đấy nhưng mà nó cái chất lượng gia công của nó tệ lắm, cầm ấy nhỉ, nó kiểu gì á cũng không biết đó, nhưng mà nói chung là nhìn ọp ẹp lắm. Cái này nó lắc lắc lư lư này, lắc lư lắm. Và cái đặc biệt là anh em xài cái giăng này một thời gian là nó ra ten nha, nó dễ bị vô nước ra ten lắm. Đó, tại vì nó không có được mạ đồng anh em, đồng thì nó đỡ bị oxy hóa hơn ha, nên là chúng ta lưu ý ha. Đó, thì sạc 110 Thái giá là 150, anh em nào muốn có thể liên hệ mình ha, khắc phục cái tình trạng mà bình yếu như là nhanh hết bình. Đó, thì chúng ta mua cái này về là nó sẽ sử dụng rất là tốt, kèm theo là chúng ta có một cái bình á, xài được rất là lâu nha anh em. Anh em cứ chạy thường xuyên là cái bình đảm bảo anh em mà xài không dưới 2 năm nha. Đó, với cái cục sạc như vậy. Còn nếu mà anh em mà chúng ta xài bình mà cái cục sạc nó hư á, chúng ta xài sạc ngoài á, như là tiệm sạc bình á, thì nó rất là tốn kém, cũng như là cái độ bền của bình nó sẽ bị giảm sút rõ rệt nha anh em. Tại vì cái cục sạc này nó sạc vô theo cái dòng nguồn tự nhiên. Đó, nó sẽ sản sinh cái nguồn điện nó vừa phải. Còn nếu mà chúng ta sạc mình theo kiểu sạc ở ngoài tiệm á, thì nó rất là có hại cho bình ha. Sạc tầm vài lần là nó bắt đầu là cái lượng điện trong bình nó tích tụ giảm đi rồi. Đó, hai anh em chúng ta lưu ý. Cục sạc này là 150 nha anh em, đúng chuẩn zin theo xe của Way 110 Thái. Anh em nào có cần liên hệ nha. Cục sạc bao sống nha anh em mua về sử dụng rất là tốt nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hy vọng được gặp anh em ở những clip tiếp theo nha.